đầu tiên thì video này chào mấy bác nha, thì à, em không nhắc đến cái đống đó nữa, tối nay chuẩn bị tư thế đào hàng cho khách, thì à, em cam kết với mấy bác tiền ít nhưng mà thịt nhiều, đó. là em dám cam kết vậy, còn bác nào tin hay không đó là tùy, còn kênh em sinh ra để nói láo đó. Nhiều bác comment thằng này láo quá Thằng này bố láo Thằng này như này, thằng này như kia Thì mấy bác xách tiền để đi mua gần đó Rồi khỏi nói nhiều Một con Robin ME 302 Mấy bác thấy chưa, ghê chưa Đấy, một con Robin Đây Cái con này em cam kết với mấy bác như thế này Nếu như mấy bác về chạy Mà chê thì chẳng bao giờ mấy bác mua được máy nữa đâu Thiệt sự luôn Bít tông lên đến 36 ly Và đặc biệt nó xài nó rất là ổn định Cỡ như TL, TLX là vứt xó Chẳng qua rất ít người biết đến dòng máy này Đấy, đấy là điều cuối cùng em nói Và em nói nốt cho mấy bác nghe Em bán cho mấy bác con này Em không kiếm quá được hơn 100 nghìn Còn tin hay không đó là ở mấy bác thôi đấy, Nói thiệt sự trừ máy chết trừ cái này trừ tiền ship từ tiền này tiền kia đi em chỉ kiếm đúng 100.000 thôi nhưng mà em vẫn kiếm không sao hết á còn nhiều bác kêu đỏ mày mày nhập vô rẻ ồm thế sao không lấy máy về mà bán thấy không đơn giản vậy đâu cần nói nhiều còn em nói mấy bác tin hay không đó là ở mấy bác em rất là thiệt thà tuy em nóng tính nhưng mà con này em nói lời nhiều là lời nhiều con nào em nói lời ít là lời ít chẳng qua em muốn bán những cái dòng này để mấy bác biết nó có những cái con máy cực kỳ đỉnh luôn nhưng mà nhiều bác chưa xài đó chỉ muốn quảng cáo ra để mọi người có những con máy ngon xài đó là nói thiệt sự đó ví dụ hôm trước em đăng con robin này lên này kêu hai triệu bạc không anh nào mua luôn thấy chưa nhưng mà mọi người đâu có biết được cái giá trị của con một con máy đó em nói thiệt thì con này với con đó là một có trợ lực Em nói á, thì nhiều bác không tin đâu Nhưng mà mấy bác đã xài dòng này rồi Mấy bác mới hiểu được cái danh giá của một con máy Chứ còn nhiều khi em nói á, Thì nhiều bác kêu đỏ như này như kia Nhưng mà mấy bác chưa trải nghiệm nhiều Thiệt sự Có nhiều bác nha Mua của em con này này Cứ nhắm đời này mà mua thôi Không nhắm qua một đời nào khác luôn Nhiều khi em nói ra Nhiều khi mọi người kêu đỏ Mình chắc là Mày bán hàng Mày quảng cáo tầm bậy tầm bạ Em thề luôn nha Với cái danh dự của một người bán hàng nói thiệt thứ nhất lời rất là ít ở những con này nên nhập vô thậm chí là nhập vô còn cao gần ngang ngửa với echo mấy bác có tin không đó. nhưng mà em vẫn nhập để mọi người có những con máy ngon xài đó là nói thiệt nha đó. chứ nhiều khi nhiều bác chưa xài cứ như này còn đâu á em bác có bán cho một anh ở đắk nông á. anh nói anh kêu như này này cái thằng mà người đồng bào mà mua cho em hai chục con máy á thằng đó đúng khôn luôn bởi vì anh có một con anh đâu mua của em luôn anh cũng có một con công nhận thằng đó khôn anh có một con thôi nhỏ hơn con 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 đây nha nhỏ hơn nha chỉ là con 28 thôi anh đánh kêu ủ mà phải chạy cắn ngay luôn chạy đâu biết mệt mỏi là gì hết chạy sướng lắm thiệt luôn anh kêu nó chạy ổn định lắm em ơi ủ sướng cực kỳ luôn nói thiệt á nhiều khi mọi người kêu trò mà thằng này nó chạm nó nó dốc anh đã đắc xong đắc nông alo với em biết à thì nói nói chuyện anh em nhau kêu anh mà sau này anh mà có ví dụ con này có hư anh cũng mua nó là mọi người biết con nào nên mọi người đừng có tính toán nhiệt em nói là em nói thiệt chứ không có gài nhau để bán một con máy bởi vì một con máy em đã nói em lời không quá được nói thiệt nha con này em bán ra em lời đúng trăm rưỡi trừ hết đi lời trăm rưỡi nghìn nếu như mà trừ tiền ship tiền đồ đi lời được trăm nghìn đó. nó Nói thiệt Còn đâu bác nó tin không tùy mà Em nói trước chẳng qua bán cho mọi người Để mọi người biết đây Nó đóng Makita nhưng mà Nó là Robin nghe mấy bác nha nó Chứ Nhiều bác kêu như này như kia Yên tâm bán hàng đúng hàng Đầu bò rin đẹp đẹp Mọi thứ nguyên rin Đấy. Bao đẹp Chén bát rin à? Bao mà rồi ok, không nói gì nhiều, nói vậy thôi chứ còn nhiều bác nói vậy cái nói à em quên những bác mà bị mất cái mũ này này giống như con này này ấy mấy bác thấy nó mất cái mũ chưa Trời chà. lấy luôn cái nắp ập đấy <laughs> cái nắp này này ập lên đổ một lỗ ốc xong đổ mà tuyệt vời luôn mấy bác thấy đẹp chưa đấy, ngầu nhai đẹp hơn rính luôn Rồi, ok nổ nhá Đó, thiệt nha không nói dối em bán triệu tám em nổ lên cho mấy bác nghe tiếng máy rin này nó có trợ lực nha đây con này có trợ lực mấy, mấy bác coi này đây nhá đơn giản mà hiệu quả con máy cỡ vậy thôi về ai cũng dùng được rồi đây nó rung là cái cái kia, kia. đây nhá lại nhá coi này đây về mấy bác chuyển kéo dây ra thôi rất là nhẹ nổi và không thích điều gì thích cái xài chứ mấy bác chạy cái ghiền luôn thiệt luôn ấy. Mình, mình bán hàng mình tư vấn thiệt đó. nhiều khi mấy anh kêu đỏ mấy thằng này vớ vẩn điều... con uh, robin này này đời này, này. chạy nổ đi cực kỳ luôn thiệt luôn <laughs> rồi triệu tám bao ship tận nhà mấy bác coi cho kỹ nha em đã nói em không kèm phụ kiện mấy bác phải nhìn cho kỹ rồi mấy bác mua đó yên tâm em bao ngon nếu như mấy bác chọn con nào không cần biết nhưng mà chọn những con này về nó được nó xài ổn định vợ con xài cũng được đây rất là nhẹ xương chỉ khoảng năm sáu ký gì ạ rồi nhẹ nhàng xương phê rồi ok tin hay không đó tùy nha còn kênh em sinh ra để nó láo thế à để cho những cái thánh kia chửi mình thì mình nhận luôn mẹ đi cho nó xong <laughs> khỏi phải chửi lộn nhau là mệt. <laughs> mấy thánh bàn phím đó kêu đủ má nó cần ký mà mày mua làm gì mày như này như kia đó mấy tháng đó đi lấy máy về bán nha rồi ok không cần nói nhiều nói vậy thôi rồi một con uh, Robin thật ra nha mới lắm nè tem còn luôn chứ đủ má ghê chưa chân cỏ đẹp luôn giá triệu tám quá rẻ luôn. nên hốt sớm này mới nha thiệt nên hốt sớm những con này không còn lâu đâu bởi vì ít người biết xài nó Chứ mai mốt mọi người biết xài rồi em Nếu như em nói thiệt nha Cái con này á, nó chấp ba con TL26 Thiệt á Chạy ổn định hơn TL luôn nó. Mà giá bao nhiêu Mấy bác bỏ ra chưa bằng tiền một con TL Con TL26 mọi người giờ mua bao nhiêu Thấy chưa à? U bằng nửa tiền con TL thôi Thiệt á TL26 mà đòi ăn được con này á à ăn cướp thiệt, mẹ ra hít khói nữa, Bù, mấy con này thứ dữ rồi, giá rẻ, nữa, 36 ly. sáu không? ngon đấy, bền đấy, nhẹ nhàng đấy, cần này bao rung luôn, đủ không có rung re gì hết, về là xài thôi, không? Tay lờ hít khói cho nó còn tùy mấy bạn thôi, mỗi người thích một dòng máy, mình cũng không có nói anh nào. Nếu như em mà có điểm ra em phát con này là không có bác con khác đó là qua điểm của em thôi có mấy bác mua hay không đó là ở quyền của mấy bác nói rõ này ok không nói nhiều nữa nói nhiều lên thuyền mất công bị ăn chửi rồi vậy đi